đó là bùi đường Bùi Công Trần. Bùi Công Trần này đi qua Nhị Bình. Bánh mà bánh phà gì bình An Sơn
trước kia nó cũng vắng lắm, ngày nay nó đông đen. Bên kia là đi vô đường Ủy ban nhân dân xã Nhị Bình kìa. Rồi đường Ủy ban. Cao này cao ba hông. Đây là chợ Nhị Bình. Thank you.
cầu võng. Càng là chắc nó làm rồi nó võng xuống đây rồi, cầu võng. Nó đùa tí cho vui. Đường này đường Hòa Giáp này đi xuống ở đây là cái bánh xe ngõ tư ra nè, còn này đi qua Bình Dương, đi qua cầu sắt Bình Dương.